Phi Nhung bị Lưu Trấn Long tố đi hát ở chùa với cát xê cắt cổ, đòi bằng được 40 triệu tiền xăng xe. Lùm xùm tiền cát xê giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường là tâm điểm tranh cãi của cư dân mạng suốt những ngày qua. Mới đây, Phi Nhung tiếp tục bị ca sĩ Lưu Trấn Long tố đi hát ở chùa với mức giá cắt cổ, nói chỉ lấy tiền xăng xe nhưng lại đòi tận 40 triệu đồng. Cụ thể, Lưu Trấn Long cho biết, mình từng kêu show Phi Nhung đi hát chùa, lúc đầu mình hỏi giá thì nói là chỉ lấy tiền xăng xe thôi, nên quý thầy gửi bì thư 5 triệu. Song Phi Nhung không chịu, đòi lấy bằng được 40 triệu tiền xăng xe. Quý thầy không có tiền vì thầy tưởng tiền xăng xe thì khoảng cỡ đó là được rồi. Ai ngờ Phi Nhung nói con đi hát cho người ta là hơn 100 triệu, nhưng hát cho chùa thì con chỉ lấy 40 triệu thôi. Lúc đó thầy tá hỏa ra, nhưng rất may là người anh của mình lúc nói chuyện với quản lý Phi Nhung đã có ghi âm lại, nên phía Phi Nhung im lặng rồi đùng đùng bỏ lên xe về. Từ đó về sau mình không còn thiện cảm với bà này nữa luôn, bên ngoài thì nói miệng toàn Phật pháp, vậy mà bên trong ghê gớm lắm quý vị. Chia sẻ của Lưu Trấn Long khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng, bởi điều này trái ngược với phát ngôn trước đó của giọng ca sinh năm 1972. Nếu những gì Lưu Trấn Long nói là thật, thì Phi Nhung biết rất rõ số tiền mà mình thu được trong mỗi lần chạy show, thậm chí còn tỏ ra không vừa lòng khi thấy mức cát xê không cao như kỳ vọng. Không những thế, việc cô nói chỉ lấy tiền xăng xe, nhưng lại đòi tận 40 triệu đồng làm nhiều người cảm thấy khó hiểu. Dân tình liên tục để lại bình luận mỉa mai nữ ca sĩ nói một đằng là một nẻo, xe xịn nên đổ xăng hết tận 40 triệu. Chia sẻ của ca sĩ Lưu Trấn Long khiến netizen bán tín bán nghi và tranh cãi không ngớt. Trước những bình luận nghi ngờ Lưu Trấn Long mượn gió bẻ măng bôi bẩn Phi Nhung, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi xin cam kết thông tin trên là 100% sự thật, có quý thầy cô và Phật tử chứng kiến. Hôm đó là ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch, lễ truyền thống hàng năm chùa tổ chức cho quý thầy cô về tham dự ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi chính là người kêu show chị Phi Nhung và làm việc với quản lý Diễm Phạm. Ngày hôm đó, mọi người chỉ hát 1 hoặc 2 bài thôi vì còn thầy giảng nữa, nhưng Phi Nhung làm phát 4 bài nên những ca sĩ sau không được hát nhiều. Hát xong quý thầy đưa 5 triệu, nhưng phía Phi Nhung làm mình làm mẩy, muốn chửi lộn với thầy luôn. Tôi làm việc với quản lý, nhưng lúc đòi tiền là Phi Nhung cũng đúng đó. Cô ấy kêu hát ở ngoài là hơn 100 triệu, nhưng hát ở chùa lấy 40 triệu tiền xăng xe thôi và cương quyết đòi đúng số tiền này mới chịu. Sau đó thầy vừa nói vừa năn nỉ thêm 5 triệu, chúng tôi cũng mở lại đoạn ghi âm nói chuyện với Diễm Phạm nên Phi Nhung không cãi được, đùng đùng bỏ lên xe. Còn quản lý vẫn lấy 10 triệu rồi đi luôn. Từ hôm đó Phật tử và thầy cô tẩy chay Phi Nhung, những chùa lân cận đâu dám mời nữa, cô ấy đòi giá đó thì chỉ có bán chùa mới mời nổi thôi." Lưu Trấn Long cũng khẳng định anh không bênh vực cũng không lợi dụng scandal của đồng nghiệp để nổi tiếng. Anh chia sẻ thêm: "Nếu không có chuyện Hồ Văn Cường thì tôi sẽ không lên tiếng vì thấy không đáng, nhưng chị Nhung đang chèn ép qua người ta quá nên tôi phải nói ra. 200 triệu mà gửi ngân hàng thì hàng tháng ba mẹ Cường cũng được 1 triệu, 2 triệu. Đến giờ nhà cửa em nói như vậy ai mà không sót. Tôi cũng không có ý định lợi dụng lùm xùm của đồng nghiệp mà chỉ bình luận trên bài của người khác thôi. Khi báo chí đưa tin tôi không hề biết gì. Nếu muốn gây chú ý thì tôi đã đăng bài ngay từ đầu rồi." Thị phi bổ vây khắp nơi, Phi Nhung đã lên tiếng giải thích và cố gắng quay trở lại nhịp sống thường ngày bằng việc đăng ảnh đi từ thiện, tập thể dục tại gia, nhưng sự công kích từ phía khán giả vẫn không ngừng lại. Giữa lùm xùm này, Hồ Văn Cường là người đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Hết lần này đến lần khác, Hồ Văn Cường và cả bố mẹ phải lên tiếng thanh minh thay cho Phi Nhung. Cậu con nuôi này 2 lần phải công khai xin lỗi Phi Nhung trên mạng xã hội cùng với bố mẹ ruột của mình. Thị phi là vậy, sóng gió là vậy, ấy thế nhưng tuyệt nhiên suốt thời gian qua, nhiều người thắc mắc rằng chưa một nghệ sĩ nào dám đứng lên công khai bênh vực Phi Nhung. Còn nhớ trước đó khi nghệ sĩ Hoài Linh dính lùm xùm từ thiện 14 tỷ đồng, đã có một số nghệ sĩ thân thiết, đàn em trong nghề đứng lên công khai bênh vực nam nghệ sĩ này. Có thể kể đến những cái tên như Hứa Minh Đạt, Nam Thư, Cát Phượng, Quang Hà, Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, đến lượt Phi Nhung dính drama thì từ đó tới nay chưa thấy có ai đứng ra bênh vực nữ ca sĩ. Ngược lại, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu còn đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trong sự việc của Phi Nhung. Đặc biệt, một số bầu show còn tố Phi Nhung và tiết lộ số tiền cát xê thực tế của Hồ Văn Cường phải nhận được trên mạng xã hội. Bà xã Công Lý: "Mẹ nuôi Phi Nhung, nhìn nhà của Hồ Văn Cường này, hát 5 năm mà sao nhà vẫn vậy chứ, tồi tệ, cầu mong cho sự việc làm tới nơi tới chốn, làm tới bến đi, sao phải sống khổ sở thế chứ." Hoa hậu Phương Lê: "Ca sĩ Phi Nhung tệ quá, khi mình đọc bài báo này, người chị vẫn đi nhặt ve chai ở nhà thuê thì Phi Nhung hơi vô tâm. Dù gì con cũng đi hát, cũng nổi tiếng, show giá đâu có thấp. Nhìn cái nhà ở quê rách nát, người chị thì nghèo khổ, ba mẹ thì lên làm người làm cho Phi Nhung, thì thật sự Phi Nhung phải lắng lại xem mình đối đãi với họ như vậy có đúng không?" Nhiều khán giả đang mong chờ phía Phi Nhung sớm giải quyết sau kê rõ ràng số tiền cát xê đang giữ 5 năm qua của Hồ Văn Cường. Cho tới mới đây, Phi Nhung khẳng định sẽ trả lại số tiền cát xê cho Hồ Văn Cường, tuy nhiên chưa xác định rõ thời gian và kế hoạch cụ thể.